Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới được ăn cái bánh nó thơm, nó ngon, nó ngọt như thế này. Trời ơi, nhìn miếng bánh mà không muốn nỡ ăn luôn mà. Nhưng mà thôi, đói quá phải ăn thôi chứ sao giờ. Nhưng mà bây giờ tay mình bẩn như thế này, ăn là không có ngon rồi. Bây giờ phải đi rửa tay sạch sẽ rồi ăn mới ngon. Bánh ơi, đợi tôi nha. Rửa tay thôi, rửa tay thôi. Rửa tay thôi, rửa cho thật sạch. Rửa tay. Rửa tay thôi, rửa tay thôi. Đây. Rửa tay xong rồi, bây giờ ăn thôi. La la la. Con chó! Trời ơi, chó nhà ai mà ăn đoan của tôi vậy? Tôi còn chưa kịp ăn nữa mà. Trời ơi, đói bụng mà. Nè, chó nhà ai để đây mà ăn đoan của tôi vậy? Trời ơi, bé Mưa ơi, nãy giờ đi đâu vậy bé Mưa? Trời, anh lo lắm luôn á. Ủa, có chuyện gì với con vậy? Trời, đừng nói tôi, đây là chó của nhà anh nha. Đúng rồi, nó chính là con chó của tôi. Xin giới thiệu với cô, tôi tên là Chiron, là quản gia trong gia tộc của thiếu gia Phong Cận TV. Không biết cô có vấn đề gì không? Ôi, có hay sao không? Con chó nhà anh á, ăn hết đồ ăn của tôi nè, bị mắc đền đi. Hả? Cái gì? Con chó của tôi, ăn hết đồ ăn của cô hả? Trời ơi, con ơi, con có sao không con? Trời ơi, con ăn đồ ăn bừa bãi ngoài đường á, vậy là bị bệnh chết đúng không? Trời ơi, con chó này còn không á, tôi không lo lo chó gì vậy? Trời, tôi có đồ ăn nè. Trời ơi cô ơi, tôi nói cô nghe nè, con chó của nhà tôi á là chó nhập từ bên Mỹ, bên châu Âu, bên nước Pháp đồ này nó về. Nên là bà thấy không, cái tên của nó là bé Mưa, nghe nó tay dễ sợ không? Nó ăn mấy cái đồ này á, lỡ đồ ăn của bà dơ rồi đời rồi bận bịu rồi gì nọ, lỡ nó ăn vô nó đau bụng sao, tôi còn chưa nói đó. Bây giờ chó nó cướp răng tôi, bây giờ thành lỗi của tôi luôn hả? Là sao vậy? Còn gì nữa, lỗi bà đó. Trời ơi, cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Thiếu gia Phong Cận. Ấy cái người này làm cái gì mà cãi nhau ồn ào giữa đường vậy hả? Rốt cuộc là có cái chuyện gì mà hai người cãi nhau ồn ào vậy hả? Đây nè thiếu gia, để tôi kể cho thiếu gia nghe. Con nhỏ này nè, nó cho con cưa con Mưa của mình nó ăn đồ ăn tầm bậy tầm bạ, giờ con Mưa nó đau bụng đó. Cái gì? Con Mưa nó ăn đồ ăn tầm bậy bạ, đồ ăn tầm bậy bạ là gì vậy hả? Đây nè, trời, mấy cái đồ ăn dơ bẩn này nè thiếu gia, trời ơi. Ủa, cái này là cái dĩa bánh mà. Ủa gì, cái dĩa bánh này của ai? Của con nhỏ này. Nè, nói chuyện đồ hàng nha. Bánh của tôi bị chó mấy người ăn, bây giờ mấy người cũng trách cho tôi hả? Rồi, hiểu vậy không? Đó, có cái bánh gì thì cũng đòi tiền rồi làm lớn chuyện lên vậy đó. Trời ơi, có mỗi cái bánh thôi mà cậu cũng làm gì sùm trời đất lên vậy. Bây giờ cứ lấy tiền ra trả cho cô ấy là sao? Đưa cô ấy 10 kim cương đi. 10 kim cương? Dạ thôi được, ok. Vâng, thưa thiếu gia, 10 kim cương của con. Vậy đơn giản về mà nấu ăn đi. La cãi nhau làm gì cũng biết. Nhiều kim cương quá Cảm ơn anh nha. Đó, thấy không? Có gì đâu mà khó khăn. Cậu chỉ cần lấy ra 10 kim cương đưa cho cô ta là xong. Wow, đúng là đại gia. Không hẳn danh là thiếu gia của em nghe. Bởi vậy tôi mới làm thiếu gia của cậu đó. Đúng. Quá đơn giản. Đúng vậy. Cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà cái bánh của tôi đang ăn có 1 đồng thôi. Nên là tôi trả anh 9 đồng. Đó, cái kim cương nè. Đó. Cái gì? Cô trả lại tiền cho tôi hả? Ủa, mắc nói gì trả cho tôi cho cô coi hết á. Coi được thiếu gia đó thiếu gia. Tụi đem 9 kim cương này về mà đi học lại đi. Đừng tưởng chuyện gì cũng đem tiền ra vậy có được. Hả? Cái gì? Trên đời này tôi không ngờ lại có một người chơi kim cương như cô luôn đó. Tôi đưa cho cô nhiều kim cương thì sao cô không lấy? Công nhận là anh nhiều tiền thật đó. Nhưng mà không phải anh dùng tiền để mua chuộc người khác. Hiểu chưa? Đang ghét. Hả? Cái gì? Trên đời này lại có một cô gái không ham mê tiền bạc sao? Làm sao lại có chuyện đó được? Cô gái này coi bộ cũng thú vị đó. Thôi được rồi, nếu như bây giờ cô không cần tiền thì cũng không sao. Vậy thì bây giờ tôi hỏi cô cái này nha. Cô có muốn một công việc để cô đi làm hay không? Ở nhà của tôi hiện tại vẫn còn đang thiếu người giúp việc. Cô có muốn đi làm không? Làm việc hả? Đúng vậy. Nhà thì tôi chưa có nghề nghiệp gì hết trơn á. Nếu có một công việc đàng hoàng thì tôi sẽ làm. Cũng được. Nếu như vậy thì ok. Tại vì dù gì con chó của tôi nó cũng lỡ ăn đồ ăn của cô, tôi cũng có lỗi. Cho nên thôi, tôi sẽ giúp đỡ cho cô bằng một công việc vậy. Rồi, cô đi theo tôi. Được rồi, vậy thì cô đi theo tôi. Đi. Cora.
mua gà rán KFC cho em á, nhưng mà do là hồi nãy á con bé mưa nó quậy quá cho nên hai chưa kịp mua gì hết trơn à, xin lỗi em nha. Có gì ăn ta nhờ, không có gì trơn luôn. Đáng lẽ là anh hai đã mua cho em đồ ăn KFC rồi, thôi đừng có giận anh hai nữa mà. Tại cái con mưa này nè. À mà khoan, quên mất. Nè cái cô vậy đây, đi vô đây đi, đừng có đứng ngoài cửa nữa. Hả? Chưa đi vô à? Đây đúng rồi, đi vô đây đi, cái gì đâu mà ngại ngùng dữ vậy trời. Ủa, trời ơi, con nhà đẹp quá hả? Anh hai là ai ở cuối đây? À xin giới thiệu với em, đây chính là một cô gái, sắp tới cô ấy sẽ làm người hầu ở trong ngôi nhà của bọn mình á. Chào công chúa nha. Thân chào công chúa ạ. Hello. Ôi thế thì vui quá, thế là em phải có người gọi là đi chơi cùng rồi. Hello, chào chị. Ủa mình đi tên gì vậy? Tên là Sammy. Thần tên là Sammy ạ. Chào công chúa. Ôi thần cái gì mà thần, tính ra là bọn tôi mặc đồ nhìn như hoàng tử công chúa vậy thôi, chứ bọn tôi không phải là hoàng tử hay công chúa gì đâu. Bọn tôi chỉ là thiếu gia và tiểu thư thôi, cho nên không cần phải kêu vậy đâu. Thì vui quá, lát là chị đi chơi với em nha. Cũng được. Rồi em gái đợi anh xíu nha. Nè cái cô Sammy, đi quay với tôi. Qua đây. Có gì vậy? Qua đây, tôi nói cô nghe nè. Cô đừng có nhận lời đi chơi chung với em gái của tôi, nghe rõ chưa? Mà tại sao? Nhìn nó trẻ thương mà. Trời ơi, nhìn em gái của tôi dễ thương vậy thôi, nhưng thật ra bên trong em gái của tôi là một con ác quỷ vô cùng đáng sợ, cô hiểu không ạ? Cô nói gì nghe ghê vậy? Nó trẻ dễ thương như này, làm sao thành quái vật được? Trời ơi, ý tôi ở đây không phải là em gái của tôi là quái vật, mà ý tôi ở đây là em gái của tôi quậy lắm. Cô có biết là tôi đã đổi người hầu biết bao nhiêu lần rồi chưa? Trời ơi, nhìn đi, quậy là quậy luôn á. Mấy đời mà con gái mà lại nuôi một cái con cuốn to đùng như thế kia, xong rồi suốt ngày á dẫn đi gọi là cắn mấy cái đứa trong xóm đó. Thấy có tôi quậy chưa hả? Chắc không phải đâu, tôi nghĩ vậy á. Thôi mệt quá, thôi rồi, cô muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi em gái ơi, bây giờ anh hai sẽ đi lên trên phòng để làm việc, còn bây giờ em hãy dẫn cái cô Sammy này đi lựa đồ để mặc vô, rồi sẽ bắt đầu công việc từ ngày hôm nay nha. Ok, được rồi, okay. Gái thôi em nè. Được rồi, cô cứ đi theo em gái tôi đi. Rồi, không chịu tin mình thì thôi, một tí nữa có gặp chuyện gì á thì tự mà chịu. Yeah. Thôi đi vô bếp kiếm gì để ăn mới được. Nhầm, trời ơi, đồ ăn hôm nay ngon quá vậy ta. Không biết là người hầu nào đã nấu cái món đồ ăn này mà ngon dữ vậy. Ủi, ăn nãy giờ hai chén rồi. Nhầm. Ủa, cái gì em gái? Hả? Em chọn đồ cho Sammy được rồi nè. Đâu, đồ, đâu, để anh xem thử coi. Trời ơi, cái gì vậy? Em gái ơi, em gái cho Sammy mặc cái gì với ghê quá vậy em? Trời ơi, cái gì mà đội cái mũ của gấu trúc nè, mặc cáo hình trái tim, cái quần thì của người rừng xanh, còn cái đôi giày là giày creeper là sao vậy em? Mặc cái đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, kìa, thấy đồ đẹp mà, đó, gọi là mỗi cái mỗi màu sắc, nhìn dễ thương quá trời luôn. Dễ thương chỗ nào, nhìn y hệt như cái con tắc kè bông vậy đó trời. Dễ thương mà, chị thấy dễ thương đúng không? Thôi, không có nói nhiều nữa. Bây giờ anh hai đề nghị là lên trên kia hỏi người hầu Camui á, coi có cái bộ đồ gì giống cái bộ đồ của Camui không rồi mặc vô. Chứ anh hai không chấp nhận cho mặc cái đồ này đâu. Trời thấy ghê quá. Nhanh lên. Ghê á. Thôi thay đồ khác. Đây. Ôi trời ơi, thấy chưa, đã bảo rồi đừng bao giờ nghe lời em gái của mình mà. Anh hai ơi, sao nè? Đâu, để anh hai xem coi. Tôi mặc đồ như này được chứ vậy? Hả? Cái con nhỏ này sao mà nó mặc cái bộ đồ vô nhìn nó cũng xinh xắn, nó cũng dễ thương vậy ta. Sao mà thấy tim mình đập mạnh quá vậy trời. Ê. Nhìn cũng tạm được đó. Nói chung là nhìn cũng ok á, cũng không có đẹp lắm đâu, mà nhìn mặc đồ cũng được. Rồi vậy thôi được rồi. Vậy bây giờ á cô hãy mau giúp tôi là dọn dẹp lại cái hoàng cung này của tôi đi. Trời, cái tòa lâu đài này của tôi bây giờ nó bụi bẩn rồi tùm lum la. Dọn dẹp giúp tôi nha. Thôi được rồi, tôi sẽ dọn dẹp. À đúng rồi, chị ơi. Nhớ dọn dẹp xong đi chơi với em nha. Biết mà. Chờ chị xíu nha. Mẹ ơi nha. Chào anh hai ơi. Trời, anh hai cũng chán quá. Em gái ơi, tính ra là ở trong cung điện á, tưởng là vui sướng lắm, ai về đâu á, không có gì chơi hết, buồn muốn chết à. Ai, thiệt luôn á. À mà quên nữa, quản gia, hôm nay nhà mình có gì chơi không? Ta buồn quá à. Mỗi bữa là dạ, ta với ngươi hay chơi nhảy dây, chơi ba đũa nè, nay có trò gì chơi không? Chán quá à. Trời ơi, tôi nói thiếu gia nghe nè, trong cái cung điện của mình á, cái trò vui nhất bây giờ đó chính là trò đếm tiền. Hay là bây giờ tôi lấy tiền với kim cương ra cho thiếu gia đếm nha. Dạ. Trời ơi, lại đếm tiền hả? Tào lao quá. Ngươi có biết rằng là cái áp lực của ta sống trong cuộc đời
đời này là gì không? Là đếm tiền đó biết không? Ngày nào á ba của ta cũng đưa ta một đống tiền hết trơn. Cho nên riết người ta ngồi ta đếm riết mà ta nhưng chán mà, luôn á. Nhưng mà đó là cái trò duy nhất rồi thiếu gia, chứ giờ có gì chơi đâu, tôi cũng chán với mồm. Trời chán quá, suốt ngày đếm tiền rồi có trò vui chơi không ta? Vâng, thưa thiếu gia, tôi đã dọn hết toàn bộ tất cả mọi thứ ở trong cung điện rồi, siêu sạch sẽ luôn. À, dọn xong rồi sao? Được rồi, cảm ơn cô. Nói chung là hôm nay á cô làm rất là tốt. Tôi cũng thấy là vương điện của mình hôm nay nhìn rất là đẹp. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Ai, đi về trong bếp ăn cơm đi. Chạy rồi qua. Nhưng mà tôi có chuyện này cần nói với ngài nè. Mà có chuyện gì vậy? À, lần sau á áo quần dơ của ngài ngài để vào trong cái rổ đi, vứt lung tung à, làm tôi dọn mệt đến chết. Hả cái gì? Sao cô dám dọn dẹp quần áo của tôi? Ủa tính ra quần áo tôi nằm ở trong phòng của tôi mà sao cô vô cho phòng tôi được hả? Ủa, tôi là người hầu, tôi dọn hết cái cung điện này, phòng nào tôi chả dọn. Phòng mấy mưa tôi còn dọn, ngồi gì phòng không? Ha cũng đúng, cũng đúng. Mà may quá, cô ta không phát hiện ra bí mật của mình. Thôi được rồi, cảm ơn. À, với lại nha, chứ cái tôi ăn á, tôi có thấy mấy cái quần đùi hồng của ông á, tôi dọc hết trơn rồi. Trời cái gì? Gì đâu mà nó cũ, nó rách, dễ sợ rách luôn à. Tại ai đâu mang quần đùi hồng? Tại sao? Tôi mang quần hồng. Ê, mọi người bình tĩnh. Ai lại lỡ rồi mang quần đùi hồng? Cái gì em gái? Ai cho em cười anh hả? Trời cái con nhỏ này. Tôi biết là tôi lớn rồi, tôi là con trai mà tôi mặc quần đùi hồng thì nó kỳ, nhưng mà mặc quần đùi hồng tôi đi ngủ, tôi mặc quần đùi hồng kệ tôi, liên quan mấy người. Trời ơi. Không còn... ngờ lớn rồi ông còn mang quần đùi hồng nữa nhỉ. Ai tôi nghe nha. Tôi nghe. Còn cái tên này nữa, cười không? Cười không? Cười không? Chị lỗi. Thôi cái cô này nữa, tôi nói lần sau dọn dẹp, tôi mặc đồ gì kệ tôi, đừng quan tâm hiểu không? Trời gì tôi đem mấy quần đùi hồng ta đem dục hết vậy trời, quần đùi hồng ngày xưa sinh nhật ba tôi tặng. Thôi kệ tôi đi, thôi mệt quá. Thôi tôi đi nha. Thôi đi ăn cơm đi. Quần đùi hồng. Nè, đâu cái gì á? Bực bội. Dạ thưa cậu chủ, cô chủ, tôi mới về ạ. À, Cam ơi, cô về rồi à? Nhiệm vụ của tôi giao cho cô như thế nào rồi hả? Dạ tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa thể tìm được mẹ ngài ạ. Cái gì? Thiệt luôn á, tính ra là hơn một tháng rồi mà tại sao vậy hả? Nhiệm vụ của cô chỉ là ra ở bên ngoài á tìm hiểu coi tung tích của mẹ tôi hiện tại đang ở đâu, có như vậy thôi à? Mà cô cũng làm không xong nữa là sao? Người đâu, mau mau đem cái bà Cam ui ra ngoài kia đánh 10 roi cho ta, nhanh lên. Không, đừng mà tại vì tôi sự nhiệm vụ này nó rất là khó. Khó cái gì mà khó? Phải hoàn thành. Không nói nhiều. Người đâu? Cô đáng nhở, đừng có đánh cô ta chứ, cô ta chỉ là người hầu thôi mà. Em im lặng đi để anh hai làm việc. Còn gì ở đây? Dừng lại. Cậu đang làm gì vậy? Làm cái gì là làm cái gì? Tôi đang trừng trị người hầu của tôi, có gì liên quan đến cô hả? Trừng trị gì mà trừng trị, ông quá đáng vừa thôi. Đừng tưởng ông là chủ, ông muốn làm gì làm nha. Quá đáng. Nè, tôi làm chủ thì tôi không có quyền gì làm. Ủa vậy chứ cô là người ở trong nhà thì cô có quyền gì để nói tôi hả? Anh quá đáng lắm rồi đó. Thiệt luôn á, cái nhà này loạn hết trơn rồi. Bây giờ ngay cả người hầu mà cũng dám cãi lời của chủ nữa. Mấy người muốn làm gì làm, tôi không quan tâm. Tức thật chứ, tức quá đi mà. Được cái tên thiếu gia khó chịu, biết ỷ mạnh hiếp yếu thôi. Đúng là chả ơi gì đâu mà. Nè, chị ơi, chị đừng nói vậy. Thật ra thì anh hai của em không phải người xấu đâu. Không phải là người xấu sao? Em nghĩ sao vậy? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi, chắc chắn là người xấu. Thật ra hồi trước anh ấy không phải như hôm bây giờ đâu chị à. Không phải như bây giờ hả? Ủa, là sao vậy em? Thật ra là... Mẹ ơi, mẹ đừng cứ bỏ con đi mà. Xin lỗi con trai, nhưng mà mẹ không thể nào ở đây được. Con không chịu đâu. Tại sao mẹ lại không ở đây với con chứ? Nếu mà cô muốn đi á thì cứ đi đi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Tôi không thể nào ở đây được nữa. Anh nhớ ở nhà chăm sóc con trai mình thật tốt nha. Tôi đi đây. Con không chịu đâu, mẹ không có được đi, mẹ phải ở đây với con cơ. Xin lỗi con trai nha. Mẹ không có được đi mà. Mẹ không được đi. Kìa, ở như vậy á trời. Đúng rồi đó. Đó giờ á, cậu chủ đâu có được ở bên mẹ đâu. Là dần dần tính cách cậu cũng thay đổi nữa. Nên là cô hãy thông cảm cho cậu chủ đi. Hóa ra cậu ấy đáng thương như vậy sao? À, tôi có ý này nè. Bây giờ ba tụi mình rủ cậu chủ đi chơi đi. Mọi người thấy sao? Hả? Đi chơi à? Không được đâu, cậu chủ khó tính lắm á. Chắc là cậu không đi đâu. Nhưng mà tôi có cách để rủ cậu chủ đi chơi. Thiệt sao chị? Tất nhiên. Bây giờ muốn không? Đi theo tôi chỉ cho.
Nè Mưa ơi, ngoan nè, anh cho Mưa cục xương này nha, ăn đi ăn đi. Đó, ngoan nè, ngoan nè. Ủa mà quản gia, hồi sáng nay á cậu có đưa bé Mưa đi spa để tắm rửa sạch sẽ không vậy? Hả? Dạ có rồi thưa cậu chủ. Ai, ok. Bây cậu giờ chủ. Ta chỉ có mỗi bé Mưa là bạn thôi. Cậu chủ. À cái gì vậy? Tự nhiên kéo ở đây đông quá vậy? Có chuyện gì? Hôm nay tôi muốn rủ cậu chủ đi chơi. Cậu chủ muốn đi chơi với ba thì tôi không? Cái gì? Đi chơi á? Nè nè nè, mấy cái người kia đừng có mà nghe lời em gái của ta rồi cứ rủ ta đi chơi hoài nha. Ta nói cho biết nè, em gái của ta rủ ta đi chơi thì được, còn mấy người á chỉ là người hầu thôi, có quyền gì mà rủ ta đi chơi hả? Trời. Thôi mà anh hai, trời chơi cùng đi dù sao chỉ có hai tụi mình chơi cháo lắm, càng đông càng vui chứ bà. Nhưng mà là đi đâu? Ba tôi là rủ cậu á sẽ đi chơi và chơi chăm sóc thú cưng, tại vì thấy cậu thích đi Mưa kìa. Thì ta cũng thích thú cưng thiệt đó, nhưng mà trò chơi chăm sóc thú cưng là trò chơi gì ta không có đi đâu. Hả? Không đi hả? Vậy thôi, ba chị em mình đi trang trí thú cưng vô, đúng không chị em? Đi lên. Ok. Đi rồi. Ôi thì vui vậy. Yêu gia ơi, cho tôi đi với nha. Cho tôi đi với. Ơi ơi nè, cái tên quản gia kia. Nè, trời sao mà chị mất tiêu rồi. Mưa cái gì, trò chơi trang trí chăm sóc cho thú cưng hả? Sao mà nghe thấy cũng vui vui ta. Nè nè, đợi ta với nè. Ủa rồi Sammy ơi, rốt cuộc là cô đưa tôi đến này để làm gì vậy hả? Đây là trò chơi trang trí thú cưng, không biết hả? Trò chơi trang trí thú cưng, ủa đến đây để làm cái gì? Bây giờ mình sẽ trang trí những con thú cưng của mình thật là xinh đẹp, sau đó mình sẽ đi chấm điểm để xem coi ai có thú cưng xịn nhất. Thì ra là như vậy, ok. Nếu mà như vậy thì quá là đơn giản thôi. Tính ra là tôi là hơi bị gọi là yêu thích thú cưng luôn đó. Để xem coi thú cưng của tôi sẽ được bao nhiêu điểm đây. Rồi, tưởng gì chứ cái trò này quá là đơn giản đối với mình mấy bạn ơi. Này, đối với một cái thiếu gia nhà giàu như mình á hả, thì mấy con bét này ở nhà mình nuôi rất là nhiều luôn, cho mình sẽ biết. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cho mình một cái con gì đó thật là dễ thương coi. Ồ, có con kỳ lân nè, nhìn đáng yêu nè. Mình sẽ chọn cho mình con kỳ lân nha các bạn nha. À không, từ từ, hình như thấy có bóng dáng của ai đó. Wow, đây rồi, một con heo. Trời, mấy heo này nhìn mới dễ thương nè. Được, tôi sẽ chọn bé heo này. Ủa mà sao bé heo này có cái tóc xanh đỏ tím vàng vậy? Nhìn hip hop vậy. Ok rồi, đi thôi. Bây giờ mình sẽ qua bên đây chọn cho bé heo của mình một cái đôi mắt thật là dễ thương nha các bạn nha. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn cho nó đôi mắt màu xanh dương đi. Đó. Đây, một nhưng mà nhìn có không dễ thương lắm hả bạn ha. Đôi mắt xanh dương vô nhìn nó cứ thấy ghê ghê thế nào á. Thôi tôi nghĩ là tôi nên chọn mắt màu đen đi nhìn dễ thương hơn. Đó, mắt long lanh lấp lánh nè. Rồi ok. Sau đó qua bên đây tôi sẽ chọn cho bé heo của tôi một cái mũi heo thật là dễ thương. Đó, một cái mũi heo thật là dễ thương. Sau đó qua bên này là phải chọn màu sắc cho bé heo nè. Màu sắc của bé heo hả? Tôi sẽ tắm rửa cho bé heo sạch sẽ đi. Nãy bé heo là nhìn dơ quá, giờ tắm rửa sạch sẽ nè. Rồi, tiếp theo nữa là tôi sẽ chọn những cái vật phẩm cho bé heo, thì tôi nghĩ tôi sẽ chọn cho bé heo một cái váy đầm thật là dễ thương. Đó, bạn thấy không? Bé heo của tôi đang mặc một cái váy vô cùng là đáng yêu luôn. Trời ơi, tưởng gì chứ mấy cái trò này quá đơn giản với phong. Hay là tôi cho bé heo đeo thêm mắt kính, ta từ từ chọn cái mắt kính này coi. Đó, trời ơi, nhìn bé heo của tôi đeo mắt kính nhìn hơi bị dễ thương nha các bạn. Rồi, đeo cho bé heo thêm một cái nơ nữa. Đó, đeo cái nơ trên đầu rồi nhìn cho cute phô mai que nè. Rồi, tôi sẽ chọn cho bé heo thêm cái lấp lánh ánh kim cương nha các bạn nha. Đây, bây giờ bé heo tôi sẽ được hiện mấy cái viên kim cương ra nè. Đó, con nhà giàu là phải có kim cương rơi khắp người, bạn hiểu không? Đấy, hiện tại bây giờ là còn 1 phút 30 giây cuối cùng, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn cho bé heo một cái bộ tóc nào đó, chứ không nên để cho bé heo đầu chọc như thế này. Ok, không biết là có cái tóc nào nhìn dễ thương xíu không ta. Có cái tóc màu hồng bên này nhìn được không nha? nhìn cũng dễ thương đó. Ok rồi, ok, đến giờ chấm điểm rồi nè, để coi bé heo tôi sẽ được bao nhiêu điểm nha bạn nha. Bắt đầu thôi. Rồi, và thú cưng đầu tiên được ra sàn đó chính là thú cưng của Phong Cận TV. Wow. Một bé heo. Trời, thấy dễ thương chưa? Tôi mà. Trời ơi. Ơi. Tất nhiên rồi, kỳ này về tôi tăng lương cho cậu nha Kairon, tại vì cậu khen tôi đó. Ủa? Dạ, cậu dạ, tới phần thi của em luôn nè, thiếu gia coi em trang trí. Wow. Cưng nè. Cậu cũng chơi hả? Ủa mà cậu trang trí con gì vậy? Tôi trang trí con dịch ác quỷ. Trời ơi, thấy ghê quá. À. Tôi cho cậu 2 điểm thôi, tại vì nhìn ghê quá, cậu trang trí nhìn nó không ra con dịch luôn á, nhìn nó ra cái gì luôn rồi. Ồ, đến lượt người hầu Sammy nè, để coi như thế nào đây. Ủa, người hầu Sammy trang trí con gì vậy? Con cá mập mặc đồ con ếch. Nhìn dễ thương quá vậy ta. Dễ thương vậy. Thì nói chung là cũng dễ thương, cho nên là thôi tôi cho 5 điểm nữa nha. Cảm ơn. Và rồi, tiếp theo đó chính là em. Tiếp theo là mèo Shippy. Để xem coi. Tính ra là em gái với tôi trang trí con gấu tuyết nhìn cute thật sự luôn á trời, tôi phải cho 5 điểm luôn. Đẹp quá cô chủ ơi. Đẹp quá cô chủ. Quá đẹp luôn.
Quá là đẹp luôn, cho 5 điểm. Ủa, rồi còn người hầu ca mui nè. Để coi người hầu ca mui trang trí con gì đây. Ê, con gì vậy? Đây là con người ngoài hành tinh. Ui, gì gớm vậy? Con gì thấy ghê vậy? Trời, người ngoài hành tinh đấy hả? À? Nói chung là cũng được. Dễ thương, cho 3 điểm nha. Dễ thương hơn cái con của Kairon đó. Rồi, Yếu Gia chơi kỳ á, Yếu Gia chấm em hấp điểm. Rồi, ai biểu con cậu xấu quá chị. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng mấy bạn ơi. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Không biết nữa, hồi hộp quá. Ai đây? Chiến thắng đó chính là... Sammy! Wow! Sammy, Phong Cận và Simmy. Trời ơi, chúng ta là người giành chiến thắng. Này, tại sao mình lại thua Sammy vậy ta? Hỏi tôi không chịu đâu, chúng ta chơi lại thêm một lần nữa đi. Ok. Rồi, vậy chơi lại thêm lần nữa nha. Hôm nay thú cưng của Sim á đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi, em mà em là thánh trang chị thú cưng luôn đó. Thôi, đến nhà rồi đừng có mà ồn ào nữa. Cái gì đâu mà con gái tám lại với nhau, cái là trở thành mấy bà tám à. Hôm nay ông đi chơi vui không? Nói chung là cũng vui đó. Cảm ơn cô. Vui thì sao không cười lên? Nhìn cái mặt tán tán mà vậy. Trời ơi. Thôi được rồi, tôi vui, tôi cười được chưa? Vui quá. Đúng rồi, phải vậy chứ. Thôi tôi lên phòng chút đây. Mọi người muốn làm gì làm đi. Mệt quá, hôm nay chơi nói chung mà cũng vui. Nhưng mà... Dạ thưa ông chủ, tôi đã tìm thấy cậu Phong rồi ạ. Làm tốt lắm. Nếu mà đã tìm ra nó rồi thì hãy mau bắt cóc nó về đây cho ta. Nhanh nha. Đã rõ, thưa ông chủ.